Hello anh em nha. Thì hôm nay mình lại có một cái video mới về cái việc mà tập thể lực cho trẻ thang. Tại vì khi mà song long xong rồi thì bắt buộc mình phải thả lực. Để thứ nhất là giúp cho cái tinh thần của những chú trẻ thang này nó sẵn khoái. Cái thứ hai là giúp cho nó ôm long ha. Tại vì sau khi thay long xong thì thường cái thể chất của nó thường rất là mập. Thì giống như mình cũng đã làm một cái video về cái việc thả lực trước. Thì hôm nay mình chia sẻ với anh em một cái cách mà mình hay tập ha. Tại vì là khi mà tập lực thì không phải là con nào thả vô nó cũng bay ngay, cho nên là nếu như mà tùy cái độ thuần hay là dạng hay là nhát của từng cái con chòe thang của anh em thì anh em có thể lựa chọn cái cách này hay là không ha. Thì đối với cái con chòe thang của mình thì nó khá là thuần rồi, thì thường những cái giai đoạn đầu khi mà mới vào lòng lực thì nó sẽ rất là lười bay, nó lười chạy ở dưới đó. Chính như vậy cho nên là mình sẽ áp dụng cái phương pháp là mình sẽ lùa nhẹ nó để nó bay qua bay lại. Cái thứ nhất là để cho nó quen với cái việc là bay qua bay lại. Cái thứ hai là cho những cái cơ xương của nó được hoạt động trở lại sau cái mùa thay lông và nghỉ ngơi ha. Tại vì mùa này cũng không có giật được, cho nên là bắt buộc là mình phải có cái động thái là tập thể lực để nó giải tỏa cái năng lượng, giải tỏa cái việc nó stress trong cái quá trình mà mình nuôi nhốt lâu ngày nha anh em. Thì cái cách của mình cũng đơn giản, mình sử dụng một cái lông lực như thế này là 1m8 ha. Thì mình cũng sẽ lùa nhẹ nó như thế này. Mình để nó ở đây. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành là mình lùa nó đi luôn ha. Đó. Thì giống như thế này. Tại vì nó chưa quen cái việc là mình vào bay á. Đó. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ bắt đầu nó bay nha. Đó. Thì giống như con này thì nó thuần quá rồi, cho nên là cái việc mà đó, tập lùa cho nó bay cũng hơi là khó. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để mình tập cho nó bay như vậy khoảng 15-20 lần gì đó trong một cái buổi tập lực đó. Thì giờ nó bay là bắt đầu thấy ổn định hơn rồi, thì anh em cứ tiếp tục như vậy nha. Đó. Thì tùy cái độ thuần nữa anh em nha. Nó lâu ngày nó không được bay vô riết nó ngáo luôn mà không sao, tại vì cái này mình cũng khá là quen rồi, cho nên là khi mà mình nuôi như vậy thì mình cũng hiểu được cái tính con này, không vấn đề gì hết ha. Đó. 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 Rồi sau khi nó bay qua bên này rồi đó, mình cứ lại tiếp tục như vậy nha. Mình làm khoảng cỡ 10-15 lần gì đó để cho nó quen với cái nhịp đi. Đó. Đó. Ha anh em ha. Mình cứ tiếp tục như vậy, mình làm không vấn đề gì hết. Những con này thì nó thường vô lửa thì nó rít khá là nhiều. Bắt đầu vào lửa thì nó sẽ rít nhiều. Hoặc là thả vô lòng chạy, cái cảm giác nó lạ hơn thì nó sẽ rít nhiều. Cho nên là mình cứ cố gắng mình kiên trì mình tập như vậy anh em nha. Còn cái bố trí trong lòng thì mình cũng có chia sẻ những clip trước rồi đó, cái việc mà bố trí một cái lòng nó dài khoảng 1,5-1,8 gì đó, hai đầu cầu một máng nước và có những cái viên gạch ở giữa là một cái cách bố trí là lý tưởng nhất để tập lực cho những cái dòng chòe này ha. Ngoài cái việc bay qua bay lại thì nhiều khi nó sẽ chạy ở dưới nữa, cho nên là anh em mình chú ý cái điều này nha. Chút xíu mình lại cho nó nghỉ, bây giờ mình lại tiếp tục cho nó nhảy tiếp như vậy anh em ha. Thì thường nhiều anh em sợ hoảng gì, nhưng mà mình cũng nói rồi, cái này là tùy cái con chim nhà anh em là nó dạng hay nó nhát, mà để mình có thể là quyết định áp dụng cái cách này hay không ha. Thì nhưng mà bắt buộc là phải có một cách nào đó để cho nó tập lực sau cái mùa thay lông thì nó mới ôm lông được anh em ha. Đó rồi. Rồi, chúc anh em áp dụng cái cách này thành công nha. Thì tại vì con chim nào cũng vậy thôi, sau mùa thay lông nó mập và nó thường rất là kém năng động ha. Thì anh em sẽ áp dụng cái cách này để giúp cho cái nó quay trở lại cái trạng thái cũ và nó mau chóng đạt lửa nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, chúc anh em ngày mới vui vẻ và an toàn vượt qua mùa dịch ha.